Chào các bạn, chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Củ Chi. Thì hôm nay mình nhận được cái con Asus X455LZ nha các bạn. Review là 3.1. Review là 3.1. Hiện trạng của con này cắm vào nó tự kích nha các bạn. Đó, và sau khi mà nó tự kích xong thì nó tắt và mình kích lại không được nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hiện tượng của cái men này nha các bạn. X455LZ review 3.1 nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn quan sát cái đồng hồ dòng của mình. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn cho các bạn xem. Rồi các bạn thấy là dòng nó sẽ tự kích. Dòng nó sẽ tự kích có dòng boost nha các bạn. Sau đó nó sẽ tắt. Sau đó nó sẽ tắt và mình sẽ kích nguồn lại không được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kích nguồn lại cho các bạn xem. Đây. Mình kích nguồn lại không có được nha các bạn. Là mình kích lại không có được. Mình sẽ rút nguồn ra và mình sẽ cắm lại. Bây giờ là nó ngậm luôn rồi nha các bạn. Mình không kích nguồn được. Đó. Các bạn quan sát là cái hiện tượng của cái men X455LZ này nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ rút ra một hồi nha các bạn. Mình sẽ rút ra. Rồi mình sẽ cắm lại cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ cắm lại nha các bạn. Các bạn thấy là nguồn tự kích nha các bạn. Đó, nguồn tự kích rồi tắt. Và mình sẽ kích lại cũng không có được. Như vậy cái ban bệnh nó là ở chỗ đó nha các bạn. Nguồn sẽ tự kích và mình sẽ không kích lại được. Rồi bây giờ mình sẽ đo tại cái switch nha các bạn. Switch 5602. Đó là cái công tắc nha các bạn, công tắc kích nguồn switch 5602. Đây mình sẽ để đồng hồ đây cho các bạn xem là xem cái nguồn nghiết tại cái chân kích nó như thế nào nha các bạn. Đó nó mắc. Mắc nguồn tại chân kích nha các bạn. Đó các bạn quan sát. Nó mắc nguồn tại chân kích. Rồi bây giờ mình sẽ rút nguồn ra. Đó, và mình sẽ đo lại cho các bạn xem nha các bạn. Đó, mình sẽ đo lại. Đo nguội tại cái công tắc. Mình xem nó như thế nào nha các bạn. Rồi cái mình sẽ chỉnh lên thang đo ôm nha các bạn. Rồi các bạn quan sát mình đo cái chân kích nha các bạn. Mình sẽ để gần lại cho các bạn xem. Rồi công tắc. Đó, cái vị trí này là ok nha các bạn. Vị trí này ok. Mình đo qua đây. Rồi ok, bắt đầu mình sẽ đo chéo nha các bạn. Đó, các bạn thấy là cái công tắc nó đang bị chạm nha các bạn. Công tắc nó đang bị chạm có 69 ohm nha các bạn. Đó, các bạn thấy là cái công tắc nó đang bị chạm. Chạm so với mát. Đó, cái công tắc nó bị chạm so với mát nha các bạn. Đó, công tắc nó 69-70 ohm nha các bạn. Đó. Như vậy là mình nghi ngờ là do cái công tắc này nó bị lỗi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái công tắc này ra. Đó, và mình sẽ kiếm một cái công tắc khác mình thay vào nha các bạn. Xem là cái hiện tượng của cái ban bệnh này nó có hết hay không nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành. Mình sẽ thay thế cái WIS 5602 nha các bạn. Đó, đây là cái công tắc nguồn nha các bạn. Power switch. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành gỡ cái công tắc này ra nha các bạn.
Rồi. Như vậy là mình vừa bóc cái công tắc ra nha các bạn. Đó, các bạn quan sát là mình vừa bóc cái công tắc ra. Đây. Đó, cái công tắc nó đây nha các bạn. Đó, tại vị trí này. Công tắc này nha các bạn. Đó, tại vị trí này. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm một cái công tắc khác nha các bạn. Đó, mình sẽ kiếm cái công tắc khác, switch khác để mình gắn vào nha các bạn. Đó, mời các bạn theo dõi tiếp. 20 minutes later. Rồi. Sau khi mình đã lục trong một cái đống men sắt của mình nha các bạn, và mình kiếm được mấy cái công tắc. Ok các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn cái công tắc này vào nha các bạn. Mình sẽ gắn cái công tắc này vào đây. Trước khi mình gắn vào, mình sẽ đo lại cho các bạn xem là sau khi mình bóc cái công tắc ra thì tổng trở nó đã lên cao nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ đo lại cho các bạn xem. Đó, bây giờ mình sẽ đo lại cho các bạn xem là tổng trở nó đã lên cao nha các bạn. Đây. Hai cái chân chéo nhau nha các bạn. Đó, các bạn thấy là tổng trở đã lên cao rồi nha các bạn. Đó. Tổng trở nó đã lên mười mấy ký rồi nha các bạn. Ok. Đó, mình sẽ đo chéo hai chân. Rồi. Ok các bạn. Bây giờ mình sẽ tổng trở đã lên cao. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn công tắc vào nha các bạn, và mình sẽ cắm nguồn xem nó tự kích đó, xong rồi mình kích lại có được không nha các bạn. Ok các bạn, mình tắt xong rồi mình sẽ kích lại xem có ok không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ gắn công tắc vào. Rồi nha các bạn, mình đã gắn cái còn lại cái công tắc. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra đo nguội lại một lần nữa nha các bạn, trước khi mình sẽ cắm nguồn. Rồi các bạn cũng quan sát cái đồng hồ của mình nha. Ok nha các bạn, tổng trở nó cao nha các bạn. Ok. Đó, tổng trở nó cao. Rồi bây giờ mình thử mình kích thử nha. Rồi ok nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Đó, mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Đó, các bạn cũng quan sát cái đồng hồ dòng của mình nha. Đó, máy tự kích ok nha các bạn. Máy tự kích ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ nhấn nút tắt nha các bạn, xem có tắt được hay không. Ok, mình tắt được rồi nha các bạn. Máy không tự kích lại. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Đây các bạn quan sát. Các bạn quan sát đồng hồ dòng nha. Rồi ok, như vậy là máy đã tự kích. Máy đã mình kích được nha các bạn. Rồi mình tắt.
Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào xem có xuất hình không nha các bạn. À, như vậy là mình vừa xử lý xong cái công tắc switch 5602 nha các bạn. À, nó bị lỗi switch 5602, error switch 5602 nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành, mình sẽ cho vào xem máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi, mình sẽ cho vào xem máy có xuất hình không. Rồi mình sẽ cho máy, mà các bạn quan sát cái màn hình nha. Rồi mình cũng sẽ gắn nút kích nguồn vào. Rồi máy lên hình nha các bạn. À, máy đã lên hình. Ok. Đó, máy đã xuất hình nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt, mà mình sẽ mở lại nha các bạn. Đó, mình sẽ nhấn nút kích nguồn mình tắt. Đó. Rồi mình sẽ mở lại nha các bạn. Rồi, ok. Đó, máy đã lên hình bình thường nha các bạn. À, như vậy, nguyên nhân ở cái men X455LZ Review 3.1 này là nó lỗi switch 5602 nha các bạn. À, sau khi mình đã thay thế relay switch 5602 thì máy đã hoạt động bình thường. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. À, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. À, chào các bạn.